Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với channel YouTube về fitness và lifestyle của Sinpha. Sắp Tết đến nơi rồi, và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao có thể chơi Tết thoải mái mà không lo nghỉ tập, mất cơ, và minh họa luôn bằng một buổi ngực tay sau để mọi người có thể áp dụng ngay. Đi học đi làm vất vả cả năm rồi các ông ơi. Tết sẽ là thời gian để cho tất cả chúng ta có thể dành thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình và bạn bè. Theo như mình được biết thì năm nay chúng ta được nghỉ đến tận 9 ngày ở nhà tha hồ chơi cho đã luôn. Nhưng mà nghỉ lâu như vậy thì có sợ mất cơ không? Và làm thế nào để giữ cơ trong suốt 9 ngày Tết? Câu trả lời là không. Và thực sự có một cách để giúp các bạn giữ cơ bắp trong suốt 9 ngày nghỉ lễ mà không lo cơ yếu đi, bé đi, mà thậm chí còn to khỏe hơn. Giật gân như vậy có tin được không? Tôi không nói điều với các ông một tí nào đâu. Để giữ được cơ bắp trong khi nghỉ lễ, chúng ta sẽ biến tuần nghỉ lễ bình thường thành một tuần deload. Deload chính là lúc chúng ta có thể thư giãn, nghỉ tập để cơ bắp có thời gian phục hồi và phát triển. Thay vì bắt đầu mất đi cơ bắp khi nghỉ, trong quá trình này cơ thể sẽ bắt đầu phục hồi, tái tạo lại những cơ bắp bị tổn thương để chúng có thể phát triển được. Chính vì vậy, sau khi quá trình này kết thúc, các bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn, mạnh hơn, đẩy được thêm vài rep, vài set nữa là chuyện hết sức bình thường. Giờ thì chúng ta đã biết, deload sẽ giúp cơ thể phục hồi và phát triển cơ bắp. Vậy chính xác làm thế nào để bắt đầu deload? Để biến đợt nghỉ Tết thành thời gian deload thì trong khoảng 2 tuần trước khi nghỉ, chúng ta sẽ tăng cường độ tập lên để kiệt sức cơ bắp trong 2 tuần này. Các bạn nhớ nhá, chúng ta phải chuẩn bị trước ít nhất là 2 tuần. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể tăng cường độ tập lên, ví dụ như là rút ngắn thời gian nghỉ giữa các set, tăng tạ nặng hơn, đẩy nhiều rep, nhiều set hơn, hoặc là tập thêm thời gian chẳng hạn. Bây giờ, mình sẽ cho các bạn thấy một buổi tập ngực và tay sau của mình để chuẩn bị cho deload trông nó như thế nào. Bài đầu tiên, mình sẽ vào bench press 12 rep. Đẩy nhiều rep hơn bình thường một chút, nhưng cố gắng đẩy ở mức tạ gần được như mọi khi, hoặc là bằng như mọi khi các bạn đẩy 10 rep được thì càng tốt. Chọn mức tạ nào làm cho các bạn cảm thấy không thoải mái khi đẩy những rep cuối cùng. Đấy mới là mức tạ các bạn muốn đẩy, chứ không phải cái mức tạ mà các bạn có thể hoàn thành cả set một cách dễ dàng. Nếu không có khó khăn gì để vượt qua thì sẽ không có gì để phát triển. Ok, kết thúc. Bài thứ hai là 12 cái dumbbell incline press. Tăng thêm rep là một cách để tăng cường độ tập lên. Các bạn có thể tăng tạ nặng lên cũng được, nhưng phải cố gắng để đảm bảo có ít nhất làm sao khoảng từ 8 cho đến 12 rep cho mỗi set. Dù tăng cường độ tập lên theo cách nào thì mọi người vẫn chú ý phải giữ form cho thật chuẩn. Trong tất cả các bài tập ngực của ngày hôm nay, ở vị trí trên cùng động tác, các bạn nhớ gồng chặt ngực để cảm nhận cơ bắp. Sau khi kết thúc 12 rep dumbbell incline press, mình sẽ chuyển sang 25 rep elevated push-up. Các bạn tìm một bề mặt cao hơn mặt đất để đặt chân lên rồi chống hai tay xuống đất. Vị trí này sẽ giúp các bạn dồn trọng lượng về phía trước, khiến động tác khó hơn chống đẩy bình thường dưới đất. Siết chặt bụng và đùi để giữ người thành một khối. Quỳ trỏ cũng nhớ là phải khép vào nhau mọi người. Dù một rep hay 20-30 rep thì với mình perfect form cũng là điều bắt buộc. Giờ mình sẽ chuyển sang một bài tạ nữa là dumbbell fly. Bài này mình sẽ thực hiện 12 rep. Bài này các bạn nhớ tìm cho mình một mức tạ phù hợp để cảm nhận cơ bắp tốt nhất. Tập tạ nặng mà chưa kiểm soát được sẽ rất dễ ăn sang các phần khác như vai, tay hay về vào ngực.
Khi giang tay ra, chú ý giang tay nhỏ hơn vai. Nếu các bạn giang tay ngang vai, sẽ chuyển tập trung của chúng ta ra vai sau. Các bạn cũng nên để ý điểm này để thực hiện động tác chính xác. Tiếp đến, chúng ta sẽ tiếp tục chơi 2 rep với 18 cái dip. Các bạn có thể tùy biến đeo thêm tạ vào để tăng độ khó cho bài tập, nhưng vẫn hãy cố gắng làm được ít nhất số rep đã đề ra ban đầu. Để ý không banh cùi chỏ sang hai bên, khép lại hết cỡ có thể, lên xuống full ROM, hết độ linh hoạt của tay. Nếu các bạn thấy 18 rep hơi nhiều thì cũng có thể chuyển xuống thành 15, nhưng mà phải làm sao để nhiều hơn số rep các bạn tập bình thường nhé. Tiếp tục mình sẽ tập tricep extension, max sao cho đến hết sức. Bài này mình đã giới thiệu một vài lần ở trong các video tập tay sau, các bạn có thể xem lại trong channel của mình. Tricep extension sẽ cho phép các bạn dồn rất nhiều áp lực vào tay sau. Các bạn có thể làm bài tập này khó lên bằng cách cho hai tay vào gần nhau hơn hoặc đưa người lên phía trước. Các bạn nhớ xuống hết cỡ, khi nào chạm hết cẳng tay xuống đất rồi mới đẩy lên. Lặp đi lặp lại cho đến khi nào không đẩy được nữa thì dừng lại. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang 15 rep straight bar dip. Dip ở trên xà đơn sẽ rất khác ở xà kép. Nó chuyển áp lực ra tay sau và phần dưới của ngực nhiều hơn. Như các bạn đã biết thì tay sau là cơ tam đầu, rồi có 3 đầu là long head, lateral head và medial head. Với các vị trí tay đặt khác nhau sẽ cho phép chúng ta tấn công các đầu khác nhau của tricep một cách toàn diện hơn. Cuối cùng, mình sẽ kết thúc mọi thứ với bench dip. Bài này mình thấy nó khá là dễ, thế nên mình để nó ở cuối cùng để burn out. Chính vì vậy, các bạn hãy đẩy thoải mái đến khi nào không đẩy được nữa thì thôi. Muốn bài tập này nặng hơn hoặc khó hơn thì các bạn có thể đặt thêm tạ ở trên đùi cho nặng. Nhưng mình thấy trọng lượng cơ thể thôi là cũng khá ok rồi, nên ít khi mình dùng thêm tạ vào bài này. Ok, vậy là đủ. Vừa rồi mình đã tập một vòng, các bạn có thể tập thêm từ 2 đến 3 vòng nữa, tùy vào cường độ mà các bạn muốn tập. Ngoài việc tăng cường độ tập vào 2 tuần cuối cùng trước khi nghỉ, có một chú ý nữa mà các bạn phải nhớ là bổ sung đầy đủ protein để cơ bắp có đủ dinh dưỡng thì sẽ không phải quá lo lắng về việc mất cơ trong khi nghỉ. Ngay khi xem xong video này, hãy cùng đi chuẩn bị Tết luôn thôi các ông. Nhưng đừng quên comment nếu các ông có bất cứ câu hỏi nào nữa. Nhớ like và subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Trước khi kết thúc video lần này thì mình muốn thông báo với tất cả mọi người là channel của chúng ta đã đạt được 20.000 sub. Đây, các bạn có thể thấy đây. Ê, thấy không? Đấy. Lần trước 10k sub mình đã không có cơ hội để cảm ơn mọi người. Thế nên là trong video lần này mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em bạn bè, những subscriber, những người đã theo dõi mình từ những video đầu tiên. Mặc dù mình đã có khá video ở trên YouTube này rồi, nhưng mà mình thấy là mình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với mọi người nhiều hơn, giới thiệu về bản thân mình nhiều hơn. Thế nên là mình muốn làm một cái video Q&A nho nhỏ để có thể giải đáp được hết tất cả các thắc mắc của các bạn về cuộc sống của mình này, về bản thân mình này, về cách mình làm cái channel này, hay là bất cứ câu hỏi gì khác về cái hành trình fitness này của mình cũng được. Mọi người hãy tham gia đặt câu hỏi cho mình bằng cách comment lên YouTube, lên Instagram, lên Facebook của mình, lên bất cứ địa chỉ mạng xã hội nào của mình cũng được. Và kèm theo cái hashtag là Cine viết này này, đấy, thêm cái hashtag đấy để mình có thể dễ dàng tìm ra các câu hỏi của các bạn nhé. Thế thôi, cũng chả có gì nữa. Mọi người nhớ xem, like và share, subscribe channel của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.